Trong video này chúng ta sẽ sửa cho số 95 ở trên sân lớp 12. Thầy cái đầu cho em. Câu số 1, số nghiệm thực của phương trình là gì? Các em phải đổi cái 25 qua 5 mũ 2, cho nên cái này là ra 5 mũ x bình trừ 2x cộng 1 bằng 5 mũ 2 là 5 mũ 2x cộng 1. Đúng không? Thầy em nhân đôi lên. Cho nên mình sẽ có được là x bình trừ 2x cộng 1 bằng cái này 5 năm bằng nhau phải không? Bỏ đi. Và ra 2x cộng 1. Thì nó sẽ ra được x bình trừ 4x bằng 0. Cái này ra hai nghiệm em. Một nghiệm là x bằng 0, một nghiệm là x bằng 4. Cho nên nó bán là A. Câu số 2 cũng tương tự mấy em, thầy đã nói rồi, cái loga này nó đổi ra được hai lần loga 3x nè. Mà ở này bình lên là này ra 4 loga 3x bình phương cộng cho 4 loga 3x cộng cho 1. Cho nên khi em đặt t bằng loga 3x á thì cái này là t. Còn cái này là t bình, này là 4 t bình cộng 4 t cộng 1. Thì nó phải là đi. Câu số 3 là hết công thức thôi các em. Thầy có cho các em công thức sẵn nè. A là số tiền em gửi mỗi tháng, AR là lãi suất mỗi tháng, còn cái số kỳ hạn là 5 năm đúng không? 5 năm là 60 tháng, 5 năm là 60 tháng nha. Còn mấy em thấy công thức không? 60 tháng thì là cái này là 500 ngàn chia cho 0,6% nhân cho 1 cộng 0,6% mũ 60, mũ 60 phải đóng mặt thì trừ cho 1, đóng lại trừ ra là trừ 500 nghìn là ra 35.482.367 đồng. Không có đáp án. 5 năm là 60 tháng đúng không? À, 60 tháng cộng 1. Vậy là cái này mỗi n cộng 1 mới đúng. Xin lỗi, công thức sai. Công thức sai luôn. Xin lỗi. I'm sorry. Đó. Ra 36 triệu mới đúng. 36 triệu. Xin lỗi. Cái công thức này là 1 cộng R mỗi n cộng 1 trừ 1 trừ A. I'm sorry. I am sorry. Mà không biết mấy người có coi lại không? Mấy người không biết có coi lại không? Câu số 4. Rồi bây giờ nè, nó nói tung độ A bé hơn tung độ B. Tức là alpha mũ 1 phần 4 nó phải bé hơn alpha mũ 1 phần 5. Đúng không? Thằng này là nghịch biến mấy em. Nghịch biến. Tại sao thầy biết nghịch biến? Tại vì thầy thấy là alpha mũ 0,25 mà nhỏ hơn alpha mũ 0,2. 0,25 nhỏ hơn 0,2 là bỏ vào nghịch biến. Mà nghịch biến thì nó phải đi từ 0 đến 1. Nó bán là D. Câu số 5 chọn mệnh đề sai à. Mệnh đề sai là câu A là hàm này phải xác định từ 0 đến cộng với cùng. Câu số 6. Công thức sướng trước khổ sau là slay tiền nô lệ phải không? Bây giờ nó kêu tính gì, tính tiền nô lệ à, đúng không? Tính tiền nô lệ, số tiền hoàn nợ mỗi tháng là 2,22 triệu đồng. Người này vay A triệu đồng, tức là cái tính số tiền vay, tức là tiền N rồi. Người thế nó vô là 2,22 bằng E nhân cho 1 cộng lãi bao nhiêu tháng? 1% mỗi tháng. Mũ N trả bao nhiêu? 5 năm à. 5 năm là 60 tháng nha. Nhân cho 1% chia cho 1 cộng 1% mũ 60 trừ 1. Em xếp số từ A đi. 2,22 bằng A là x nha. Nhân 1 cộng 1%
mũ mấy, mũ 60 nhân 1% chia 1 cộng 1% mũ 60 triệu ship show ra 99,8 em, vậy là 100 rồi đúng không, gần đúng nhất là số 100. Bà này nợ 1 tỷ luôn. Ủa mà nợ 100 triệu, nợ 100 triệu trả 5 năm mới hết, mỗi tháng trả 2,22 triệu, cũng hơi khoai đúng không. Bà này trả trong 5 năm mỗi tháng là 2,22 triệu. Vậy tính ra là nếu bà này không vay nợ thì tổng tiền bà trả là ít hơn. Ừ. Đúng không? Em thử đây. Lấy 2,22 nhân 60. Nó ra tới 133 triệu. Có nghĩa là bà đi vay 100 triệu nhưng mà thực tế số tiền bà trả là 133 triệu do cái lãi nó đội lên. Câu 7, cho một khối trụ có độ dài đường sinh là L, bán kính đường tròn đáy là G, ở xung quanh là 2πgl. 2πgl cũng BD. Câu 8, tính hết tích khối nón. Đường sinh là 5, bán kính là G, thể tích là πg bình H. Mà nón nha, H là bằng căn của L bình trừ G bình. Là bằng căn của 5 bình trừ 3 bình là 4 á. Vậy là pi nhân bán kính là 3 bình nhân 4. 9436 là câu A. Câu 9, thể khối tứ diện đều là cạnh mũ 3 căn 2 bằng 12. Cái này hướng dẫn nghe mà đúng không? Cạnh mũ 3 là 8 căn 2 bằng 12. Này chia 2 với cho 4 à thì là 2 căn 2 bằng 3. 2 căn 2 bằng 3 là C. Câu số 10, một mặt phẳng đi qua tâm của khối cầu đây nè, thì dễ thôi, sẵn luôn. Các khối cầu hai tiếp diện là một hình tròn có diện tích bằng 9 pi, vậy em tính bán kính ở đây. Diện tích là pi g bình. Pi g bình cho nên mình có 9 pi bằng pi g bình. Cho nên từ đây các em có thể giải ra g bằng 3 luôn. G bằng 3 thì cái này là 3 nè. Như vậy cái g này nó chính là bán kính cầu luôn rồi mấy em. Từ đây các em sẽ suy ra được thể tích là 4 phần 3 pi g mũ 3 bằng 4 phần 3 pi nhân 3 phần 3 là ra 36 pi. Đây.